Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Vỡ lẽ mốc thời gian Hiền Hồ hẹn hò đại gia Hồ Nhân 4 năm trước, showbiz Việt nóng hơn bao giờ hết khi câu chuyện giữa Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân liên tục bị khui nhiều hình ảnh thân thiết bên nhau. Trong khi những hình ảnh của cặp đôi xuất hiện dày đặc trên các diễn đàn còn chưa tỏ thì mới đây, cư dân mạng tiếp tục ngỡ ngàng khi phát hiện cặp đôi đã bên nhau được gần 4 năm. Từ những hình ảnh được lan truyền, các thám tử showbiz đã soi ra khoảng thời gian bên nhau của cả hai. Trong bức ảnh nữ ca sĩ chụp cùng đại gia Hồ Nhân với cử chỉ kề vai, áp má thì netizen đã soi được Hiền Hồ cũng đăng tải đoạn clip của bản thân trong diện mạo như thế trên TikTok. Cụ thể, vào trung thu năm 2019, tức 4 năm trước, Hiền Hồ đã diện bộ trang phục và có phong cách makeup tương tự trong ảnh chụp cùng đại gia Hồ Nhân. Dựa vào cách tạo kiểu của mái tóc có thể thấy, bức ảnh chụp bên đại gia U60 và clip Hiền Hồ là cùng một thời điểm. Chi tiết này khiến cư dân mạng ngỡ ngàng, nếu đúng là sự thật thì hóa ra Hiền Hồ đã âm thầm bên cạnh đại gia Hồ Nhân được 4 năm.